Chào anh Cường, bây giờ em sẽ đi vô cái ngọn này để giải cứu những cái loài vật chuẩn bị dính vô cái te cá này, để hồi hướng công đức cho hương linh ba của anh. Dạ. Quý vị có thấy không, khi mà những con tôm tép nó bị kích điện á, thì nó bị phê, nó giật tưng tưng, nó nhảy như vậy. Điện á mà kích mạnh á thì nó mới chết, còn kích hơi á thì nó không sao. Nó chỉ bị phê thôi. Bây giờ mình đợi đi hết cái ngọn này coi giải cứu được bao nhiêu sinh vật nữa ạ.